cái đỉnh linh thiếu là hoặc là linh khiếu nó là cái địa linh và có một nguồn năng lượng cực lớn ở tại đó ở khu vực núi đó thì đức thích ca mâu ni đã từng ngồi đó ngồi thiền và đỉnh núi đó nó chỉ rộng khoảng mặt phẳng của nó chỉ có khoảng 20 mươi mét vuông thôi đấy nhưng mà ngài trao truyền cho rất nhiều đại đệ tử của ngài khi luyện tập và Ngài cũng cho các đại đệ tử ngồi cùng để luyện tập ở đỉnh núi đó. Chứ không phải gốc cây bồ đề nhé. Gốc cây bồ đề còn cách chỗ đó còn hơn trăm cây cơ. Nhưng mà vì cái đỉnh núi đó, rồi Ngài mới đi tiếp, rồi Ngài khi Ngài thấy cái gốc cây bồ đề đó là lúc ý là Thầy bắt, Ngài bắt đầu là là xuất phát ra được tất cả những cái năng lượng uh, trí tuệ của Ngài và ngài được ngồi đó ngài thành phật và cách cái chỗ mà giữa cái điểm đỉnh núi linh thiếu và gốc cây bồ đề là còn một cái di tích còn để lại tức là đó là một dòng sông và khi ngài đến đó là dòng sông rất là bật và ngài đã biểu diễn lúc đó ngài đã đạt được lục thông rồi Ngài đã biểu diễn cho tất cả các hàng đệ tử của các ngài xem. Đó là ngài biến cái nước dòng sông đấy thành trong vắt luôn để uống. Và ở đó bây giờ hiện nay còn có một cái cái uh, họ xây lên và họ kỷ niệm lại là nơi đó là ngài biến dòng sông nước đục thành nước trong. Tại sao ngài lại có một cái cái phi phàm như vậy? Luyện tập thôi, có gì đâu ngài là một con người và không có gì khác cả thế rồi tiếp đến cái lỉnh linh thiếu nếu như đi xuống dưới một chút thì thầy thấy có hai cái hang động mà bây giờ uh, mỗi một hang động là đều có hai người lính bồng súng ak để bảo vệ đó là hang động của ngài xá lợi phất và xuống dưới nữa là xá lợi à hang động của ngài mục kiền liên là hai đại đệ tử đã thành phật đó. thế thì tại sao và thầy đã nghiên cứu thấy rằng cái hang động đó và đỉnh núi đó và toàn bộ khu núi đó năng lượng cực cao vô cực hết thế thì muốn thành công hay không là các vị thiền sư đều đi tìm những nơi mà có năng lượng tốt hoặc là hang động có năng lượng tốt hoặc là khu vực nào đấy trong rừng cũng được có năng lượng tốt thầy nói các đệ nghe là cái cái cây bồ đề á, cái gốc cây bồ đề mà ngài thích ca thành phật ấy là hồi đó là một khu rừng chứ không phải bằng phẳng như bây giờ đầm lầy và khu rừng và mọc lên một cái cây bồ đề có thế thôi và ngài ngồi ở đó và ngài thấy rằng cái năng lượng ở đó cực tốt và ngài mới ngồi chứ và nơi đó Hiện nay nó trở thành là bảo tháp Bodhima. Và bảo tháp này năm 1953 đã bị đánh sập do đạo Hindu, họ không thích đạo Phật, không thích ông Thích Ca đâu. Chúng ta đừng có tưởng nhé. Sang bên Ấn Độ đó là đạo Hindu giáo và đạo Ấn Độ giáo là hai đạo chính thống của Ấn Độ, chứ không phải là là đạo Thích Ca Moni. Cho nên đã bị đánh sập và họ đã xây lại bằng bạch ngọc và bây giờ còn tồn tại đến bây giờ để thầy trò chúng ta sang đó tu luyện và cái cây bồ đề đó cũng chết rồi hãy nhớ rằng nó cũng chết rồi và bây giờ cái cây mà chúng ta đang ngồi thiền ở đó đó là một cái nhánh cây của nước nepal lấy cái cây bồ đề nơi ngài sinh ra lấy cái cành đó sang trồng tại đó và bây giờ gốc cây cũng rất lớn rồi đó. chứ không phải cây cũ nữa cây cũ bị bị đánh đánh bọc phá nổ chết hết rồi đánh sập hết rồi nha thì chúng ta hiểu về đạo Phật một chút và thầy cũng nói luôn về cái sự luyện tập kết hợp với cái đạo Phật này tại sao thành công đó là những cái phương pháp mà thầy đưa cho. Ba bài combo khí công. Hai bài luyện thiền động. Một là để khai mở từng luân xa. Hai là để lấy năng lượng vũ trụ. Hai bài luyện thiền tĩnh. Đó là khai mở từng luân xa và có thể khai mở nhiều luân xa bằng nhiều phương pháp tọa thiền đó là ngồi kiết già hoặc bán kiết già hoặc là ngồi trên ghế đầu bình thường hai là chúng ta có thể nằm thiền đó là ngọa thiền gọi là ngọa thiền thì chúng ta thành công thôi và những phương pháp này chúng ta cứ luyện từ từ thầy xin nhắc lại đó là cứ mỗi một lần mỗi một lần xa hoặc mỗi lần luyện tập chúng ta hãy nâng dần thời gian lên Ban đầu thì tập 10 đến 15 phút. Sau này khoảng 3 4 tháng sau chúng ta luyện 20 đến 30 phút là chuyện bình thường. Và tiếp theo nữa, khi luyện được 10 năm rồi thì giống như thầy, tức là luyện 2 năm không ngủ. Thầy có ngủ đâu. 2 năm trời con thầy lúc ấy còn bé tí. Thầy đắp chăn cho chúng nó ngủ và sáng chúng nó dậy là chúng nó thấy thầy vẫn đang tập và thầy đưa nó đi học thầy chỉ ngủ đúng một tiếng buổi trưa sau khi ăn trưa thì ngủ tại công ty Mà nằm với một cái tư thế cũng rất hết sức đơn giản đó là cái ghế trong rồi uh, nó có cái ngả ra một tí thế là ngủ ngủ một tiếng thôi nhưng trong giấc ngủ tại sao thầy lại thành công như vậy đó là thầy nạp chữ thầy ngủ rất sâu và ngủ cái là tỉnh ngay bởi khi nạp chữ đó là nạp những cái năng lượng của vũ trụ mà Thành ra chúng ta nhớ cho thầy như vậy Đừng bao giờ quên nạp Kể cả bây giờ thầy lái xe hơi thầy vẫn nạp chữ mà Chứ tại sao thầy có để đi xuyên ngày xuyên đêm đấy Thầy đi 800 số không dừng đâu Không nghỉ đâu đó, Liên tục được Bây giờ ấy Chứ không phải là là, 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 cái tuổi này ấy Chứ không phải là ngày xưa đâu Còn ngày xưa thì đi thầy đi khắp cả châu Âu luôn Phóng xe đi khắp châu Âu luôn Đi hàng, hàng rất là nhiều nghìn km luôn. Thầy có thể đi xuyên từ Ba Lan sang Praha, uh, đi qua Czech xong thì, xong sang Slovakia, sau đó thì sang đến Hungary mà đi là chiều là 4 giờ chiều ở Bratislava và 6 giờ sáng thầy đã đến Hungary rồi. Đó. Một mình lái lái xuyên đêm luôn. Chỉ uh, nghỉ lúc mình mệt mình À, ăn bắt súp hay là cái gì đấy uống cốc nước thế thôi lại lái tiếp sang đến hungary mà người hungary chưa dạy thầy đã đến nơi đó. thì cái sức mạnh nó ở đâu ra nó là những bài luyện tập mà thầy đã cho ở tại các lớp combo mà chúng ta đang học đây cho nên chúng ta cố gắng làm sao trưởng dưỡng cái thân tâm và tập cho tốt để chúng ta hành được bồ tát đạo hành bồ tát đạo đó là chúng ta trồng những cây phúc và chúng ta hái quả lọc quả phúc Lộc đây không phải là tiền Lộc đây là sức khỏe Lộc đây là gia đình hạnh phúc Lộc đây là con cái Trở thành người có ích trong xã hội Chứ không phải là Chúng ta trồng được cái cây lộc có tiền Xong rồi nhà đánh chửi nhau Cãi nhau con cái nghiện hút Rồi không thành người Không phải cái lộc đâu Nhiều người là cứ nghĩ nhầm về cái lộc Sức khỏe là lộc Nha. Hạnh phúc là lộc Bình an là lộc đừng xin tiền bởi vì tiền mình làm ra được mình xin làm gì nữa tiền làm ra được đó là từ trí tuệ và từ công sức của chúng ta chúng ta sẽ làm ra tiền và lúc đó đồng tiền đó chúng ta cầm chúng ta mới biết quý trọng đồng tiền đó và chúng ta mới biết ứng dụng cái tiền đó vào cái việc gì còn nếu đồng tiền mà chúng ta thắng số đề thắng sổ số, số hay là chúng ta tự dưng vớ được một thỏi vàng thầy nói thật tất cả những người đấy đều đều trở thành mặt vận hết bởi vì người ta không biết tiêu tiền đi vào đâu và mục đích gì. Đó, đúng không ạ? Nếu đúng này lại làm tí vỗ tay để thầy còn còn giảng tiếp cho mà hay nghe. Chúng ta mới thấy cuộc đời chúng ta nó là cái gì chứ. Chứ bây giờ chúng ta đâu có thấy. Ừ. À bởi vì là thầy nhìn khuôn mặt chúng ta khi thầy đang giảng ở đây á thì thầy thấy nhìn thấy là nó còn nhiều cái vướng mắc nhiều cái chưa chưa thành đạt à, thầy nhìn thấy chứ tại sao thầy không thấy được cho nên là chúng ta nhớ là mỗi một lần thầy nhìn là thầy thấy rõ ràng thôi chúc chúng ta luyện tập thành công và thầy sẽ giảng bài mới và bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi để thầy cho năng lượng à, thì thầy sẽ hướng dẫn nha rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và chúc mọi người một ngày thật tốt lành và đừng quên tặng cho chúng tôi một nút like và chia sẻ cho mọi người để mọi người đều hiểu biết về lĩnh vực về Phật giáo và những cái nguồn năng lượng mà chúng ta muốn tập. Xin chào, tạm biệt. Chúng ta hãy nhớ rằng là cuộc sống nó không phải là đồng tiền mà cuộc sống cũng không phải chỉ cho riêng mình mà cuộc sống nó sẽ còn cho rất nhiều người khác nữa. Nếu như ai hiểu được vấn đề này thì chúng ta sẽ đạt được một sự thành công rất nhanh và chúng ta được sự bình an suốt cả một cuộc đời này. Và đến khi chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ biết là chúng ta sẽ đi về đâu. Đó là cuộc sống thứ hai của chúng ta. Chúng ta nhớ rằng cuộc sống ở cõi Ta Bà chúng ta đang sống là một sự thử thách. Cho nên sự thử thách này chúng ta phải cố gắng mà vượt qua